Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Khanh Béo TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được chúc cho mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì Khanh Béo TV lại cập nhật lễ tang của chị Văn Thị Thu Thủy. Chị Văn Thị Thu Thủy sinh năm 1979. Không may, chị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và đã chút đi hơi thở cuối cùng trở về với tổ tiên. Sau đây chương trình lễ tang của chị diễn ra như thế nào? Khanh Béo TV xin được trân trọng kính mời các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Vâng, kính thưa các quý vị và các bạn thân mến. Tiếp tục ngày hôm nay, Khanh Béo TV lại cập nhật lễ tang của chị Văn Thị Thu Thủy. Chị Văn Thị Thu Thủy, pháp danh Đức Tình. Chị sinh năm 1979, nguyên quán Duy Trinh, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Không may, chị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được gia đình đưa tới bệnh viện, các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, song vì căn bệnh của chị quá hiểm nghèo, chị đã không qua khỏi và đã chút hơi thở cuối cùng về với tổ tiên vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 12 tháng 6 năm 2022, tức là ngày 14 tháng 5 năm Nhâm Dần. Chị hưởng dương 44 tuổi. Chị ra đi để lại cho gia đình một nỗi xót xa vô tận mà không có gì có thể bù đắp được. Hiện tại chị xây dựng gia đình với anh chồng nước ngoài và cũng đã có được một cháu gái. Nhưng hiện tại con của chị còn rất nhỏ, vẫn đang trong độ tuổi đi học. Nhưng giờ đây chị lại mãi mãi rời xa trần thế để về nơi an nghỉ cuối cùng, để lại cho mọi người, cho bố mẹ, cho chồng, cho các con, cho anh chị em trong tăng quyến một nỗi xót xa vô hạn mà không có gì có thể bù đắp được. Trong những năm tháng vừa qua, khi phát hiện chị bị căn bệnh ung thư hiểm nghèo, thì chồng chị cũng đưa chị đi từ bệnh viện gần đến bệnh viện xa và để cho các bác sĩ thăm khám. Sau khi phát hiện bệnh thì chồng chị cũng đã ngày đêm tận tình chăm sóc cho chị từng miếng ăn, giấc ngủ và tìm những thầy thuốc tốt nhất để mong sao cứu được chị quay trở về để tiếp tục chung sống và nuôi dạy các con. Nhưng than ôi, giờ đây cuộc sống nghiệt ngã đã cướp đi một người vợ, một người mẹ mà gia đình mọi ngày vẫn vui vẻ bên nhau. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau tình cảm vợ chồng âm dương cách biệt. Không có nỗi đau nào bằng tình mẫu tử nay đã phải lìa xa. Còn mẹ thì mẹ chăm sóc cho các con từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ lo cho các con từng những việc nhỏ nhất. Giờ đây thì mẹ lại ra đi, không một ngày trở lại. Biết bao giờ chúng con mới gặp lại mẹ như những ngày qua. Mẹ ơi, có mẹ thì chúng con có tất cả. Mất mẹ rồi con biết dựa vào ai. Bao nhiêu những ngày tháng qua, những ngày ngắn đêm dài, mẹ nuôi con không màng đến
gian lao khổ ải. Giờ đây mẹ lỡ thác đi, để lại trống vắng trong căn nhà lạnh lẽo, không có bóng mẹ và không có tay mẹ nấu những món ăn ngon cho các con. Và từ đây chúng con đi học sớm chiều, trở về nhà thì chẳng thấy mẹ đâu. Nhìn lên ảnh thờ của mẹ mà xót xa ngao ngán. Ông trời ơi sao nỡ chia cắt tình mẹ con đôi ngả từ đây. Mẹ ơi, trong những đêm thâu trong giấc mơ con gặp mẹ, thấy mẹ cười nhưng con khóc lắm mẹ ơi. Kể từ nay trở đi thì không bao giờ gặp lại mẹ, không được mẹ ôm ấp trong vòng tay yêu thương như ngày nào được nữa. Mẹ đi rồi, sao xác lá khô rơi, con ngậm ngùi, con thương mẹ nhiều lắm. Ở kiếp này con và mẹ phải đành xa nhau. Kính thưa các quý vị, vẫn đau khổ nhất là người chồng mà hàng ngày vẫn cùng nhau gắng gượng trong cuộc sống. Em ra đi để lại một nỗi niềm thương tiếc vô hạn, một nỗi trống vắng cho người chồng. Kể từ đây âm dương cách biệt, tình vợ chồng chia ngả hai nơi. Em ra đi về cuối chân trời, để lại đây một nỗi buồn vô tận. Bao năm qua thì cuộc sống lần đần, vợ chồng cùng nhau chia sẻ vui buồn. Miễn làm sao lo cho các con, ở trên đời có cuộc sống sung túc. Nhưng giờ đây ta lại ngăn cách hai đường rồi, còn ý nghĩa gì đâu. Anh giờ đây chỉ biết cúi đầu, lệ tuôn trào, thương em nhiều lắm đó. Người nước ngoài về đây xây dựng, chỉ mong rằng cuộc sống đẹp tươi, để đời ta mãi nở nụ cười, đến tuổi già vui vầy bên con cháu. Ai ngờ đâu giờ đây lại ngăn cách, tiễn biệt về miền cực lạc hư vô. Em ơi, cát bụi lại trở về với cát bụi, phải đành thế thôi, biết làm sao được. Nhận biết tin em không còn trên thế gian này nữa, tất cả mọi người tề tựu nơi đây, cùng nhau những phút giây tĩnh lặng, nén hương trầm tỏa khói nhang bay. Hãy ra đi thanh thản nơi ấy, luôn hướng về để phù hộ bố con anh. Sống ở đời được bình an em nhé, giờ này đây chia cách đôi đường. Em ra đi để lại tình thương, anh cùng con trên đời lạnh lẽo. Giờ này đây linh thiêng em hãy về che chở cho con mình khôn lớn thành người. Vĩnh biệt vợ từ đây.